Cũng giống như Việt Nam mình thì hoa đào là biểu tượng mùa xuân tại Trung Quốc. Sự rực rỡ khi mùa hoa đến mang đến sức sống đâm chồi, niềm hy vọng và cả những điều may mắn cho một năm mới tốt đẹp hơn. Hôm nay thì mấy bố con mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan một thung lũng hoa đào tuyệt đẹp, loại hoa đào cổ rất có thể các bạn chưa từng nhìn thấy trước đây. Trong chúng ta thì ai đã từng xem bộ phim truyền hình của Trung Quốc Tam Sinh Tam Thế Tập Lý Đào Hoa chưa? Trong đó có một cái vườn đào cổ rất đẹp phải không các bạn? Mình không ấn tượng gì lắm với lại dàn diễn viên hay là cốt truyện của bộ phim, nhưng mà mình thực sự ấn tượng với lại cái vườn hoa đào đó. Thế nên là sau khi xem xong thì mình rất muốn đến cái vườn hoa đào này tham quan. Nhưng mà ngặt một lỗi là sau khi tìm hiểu thì mình biết được cái vườn hoa đào này ở tận tỉnh Vân Nam, xa Tiếp Mù Tấp nên là lại thôi. Nhưng mà tình cờ thì mình biết được trong tỉnh Quảng Đông, tỉnh mà mình đang sinh sống, cũng có một vườn hoa đào cổ nó đẹp và sang chảnh như vậy. Thế nên là mình quyết định là Tết năm nay nhất định phải đến vườn hoa đào này để tham quan thưởng ngoạn cho thỏa lòng mong ước. Thung lũng hoa đào này được trồng tập trung ở làng Trung Thôn và làng Tiểu Thủy, thuộc thị trấn Thượng Bình, thành phố Hà Nguyên, huyện Liên Bình, cách Quảng Châu khoảng 200 km. Cả khu vực tham quan rộng lớn, đào được trồng chủ yếu dọc theo hai bên đường, trên các sườn đồi dài khoảng 7 km. Bây giờ đang là 8 giờ và bây giờ thì mấy bố con mình bắt đầu xuất phát. Mình đi theo đoàn kiểu tour du lịch một ngày, sáng đi tối về. Lúc đầu thì mình dự định là sẽ tự lái vì khu tham quan này rất là rộng nên là tự lái là phương thức tốt nhất để tham quan vì vừa đi vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi. Nhưng mà sau đấy thì lại chọn đi theo đoàn vì mình có thể ngủ ở trên xe cho đỡ mỏi vì đường quá xa. Bây giờ là 8 giờ thì dự định là sẽ đến điểm tham quan lúc 11 giờ. Và vậy thì 3 tiếng nữa chúng mình gặp lại. Giờ thì mình làm một giấc đã. Đây chính là cổng vào của thung lũng hoa đào Liên Bình. Vì đang trong dịp mùa hoa nên là du khách thập phương đến rất là đông. Vì thực ra thì video này mình quay từ năm trước khi mình mới làm kênh nên chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, các bạn chiếu cố. Còn em đá mình thì cũng chọn viên nhỏ nhỏ cho. Khi đến đây thì các bạn có thể đi bộ tham quan cả chặng nếu sức khỏe tốt. Nếu không thì các bạn có thể cùng người khác gọi xe đi chung đến điểm cuối cùng, rồi sau đó đi bộ ngược trở ra, vừa đi vừa ngắm cảnh chụp trọe. Một điều đặc biệt là khu thắng cảnh này càng đi vào trong sâu thì tuổi của cây càng lâu năm nên hoa càng thắm, càng nở rộ, khiến cho cảnh quan càng đẹp hơn. Nếu các bạn muốn nghỉ đêm qua đây cũng được, vì địa điểm này ngày càng nhiều du khách tham quan nên các khách sạn, nhà nghỉ, homestay mọc lên được khắp dọc đường đi. Các dịch vụ tiện ích đồng bộ cũng tương đối hoàn thiện ở đây. Các quán ăn rồi quán bán đặc sản địa phương về đào như là gà đào, nhựa đào. Nhựa đào là một công cụ tuyệt vời để giữ ấm vào mùa đông, rồi quả đào vân vân. Người dân địa phương đây họ nuôi rất là nhiều gà trong các vườn đào nên là loại gà này còn có tên gọi là gà đào. Và vì gà đào ở đây nó ăn hạt đào, ăn quả đào rồi ăn nhựa đào nên là nghe nói thịt của nó rất là thơm ngon. Du khách thập phương đến đây thì chắc chắn là sẽ phải thưởng thức món thịt gà đào. Rồi lúc nữa dùng bữa trưa thì chắc chắn là phải gọi món này để thử xem là nó có danh bất hư truyền như lời đồn đại hay không.
Đầu tháng 3 đến đầu tháng 4 hàng năm, nơi đây đều tổ chức lễ hội hoa đào, giống hoa đào mật mỏ Đại Bàng, được trồng ở khắp nơi nơi tại các vườn đào của dân địa phương, đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của vùng. Các vườn đào về cơ bản thuộc sở hữu của nông dân địa phương, có một số vườn đào thu phí với giá tham quan khoảng 10 tệ trên người, khoảng 36.000 Việt Nam đồng, nhưng cũng có rất nhiều vườn đào mở miễn phí cho khách tham quan. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên đài quan sát ở đằng kia. Cái đài quan sát kia thì có lẽ là đài quan sát cao nhất ở trong cái vườn hoa này. Những vị trí ở trên cao thì luôn là sự lựa chọn số 1 cho những người yêu thích chụp ảnh. Thứ nhất là vì chụp từ trên cao xuống thì cái hình ảnh nó sẽ có chiều sâu, nó tạo thành nhiều lớp hình ảnh và tương phản rất rõ rệt. Thứ hai nữa là đứng từ trên cao thì mình có thể bao quát được toàn bộ, và mình có thể kết hợp một cách là hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo như là con đường hay là các ngôi nhà. Thôi, chia chia chen rồi, mây mây chồng. Có điều đáng khen, đáng ghi nhận, đó là việc du khách ở đây rất lịch sự và có văn minh. Dù trên núi cao hẻo lánh, hoang vắng người, nhưng mình không thấy khách du lịch vứt rác bừa bãi hay lắc cành đào cho khoa rơi để chụp ảnh. Cũng không thấy trường hợp nào ngắt gấp cành đào để tạo dáng. Vô số các ngôi đình đài được dựng lên trên mỗi ngọn núi, vừa là nơi dừng chân ngắm cảnh cho du khách, vừa là để hài hòa với cảnh quan tự nhiên, tạo nên bối cảnh rất Trung Hoa. Loại hoa đào này nó có cái tên gọi là đào mật mỏ Đại Bàng. Mà loại hoa đào có 5 cánh và là cánh đơn. Đây tôi quay gần cho các bạn xem. Đó. Màu của nó là màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi, trông như là màu máu. Trước đây thì tôi có gặp, tôi có nhìn thấy loại hoa đào này rồi. Nhưng mà để trồng với lại một quy mô lớn và nhiều như thế này, số lượng lớn như thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Thân cây của nó rất là sần sùi, cong keo, trông như là được uốn nắn cắt tỉa bởi bàn tay con người. Rất là nhiều mắt. Ở trên cao cũng dễ dàng tách biệt ra khỏi đám đông, tránh đi việc lên ảnh lên hình chỉ thấy người với người.
Đứng từ trên cao, vườn đào hiện ra như một biển hoa đỏ rực, những bức tranh xuân lộng lẫy sắc màu vô cùng ấn tượng, trông rất Trung Hoa. Đây, giới thiệu với các bạn, đây chính là món gà đào, được chăn bằng hoa đào và thịt đào, nên là nghe tương truyền là rất là thơm ngon. Thế nào con, ăn có ngon không? Ngon lắm bỏ. Thực sự là rất là ngon. Nó rất là giòn, thịt giòn, thơm, nhưng mà không ngửi thấy mùi vị của đào. Nó là gà thả nên là thịt nó giòn, nó dai, nhưng nó không phải mềm mềm kiểu thịt gà công nghiệp. Đáng đói nên là càng ngon. Bắt hai con bé này đi theo suốt nên là bây giờ mới được ăn. Bây giờ là 2 giờ chiều. Ba bố con ăn cả một đĩa gà này, được không? Ăn hết được không? Đặt tên đấy, một đĩa gà như này nó tính là 100 tệ, tương đương với lại 360-370 nghìn Việt Nam đồng. 360 nghìn một đĩa gà. Nhưng mà ăn thì ngon. Sau khi ăn xong thì mấy bố con lại đi chụp chọe, quay video một chút nữa, rồi sau là sau đó thì sẽ đầu cuối giờ chiều sẽ quay trở về Quảng Châu. Chưa xong à? Tháo treo là cái gì? 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 Tháo treo 就树上嘛, 你观察, 你会发现那个树上, 它会流出来, 液体的那种, 冬天才有的, 春天没有的。 那桃果呢, 什么时候结果? 7月份, 好的。 Mùi vị nào, thơm không? Nào đưa cho bố thử miếng nào. Được rồi, được rồi. 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 我这不要少量啊，桃酱多一点啊。这个怎么卖的？那除了煮汤呢，还能做什么？煲汤也可以啊。煲汤是吗？对啊。怎么卖的？20块钱一斤啊。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 20块钱一
Loại đào này quả tròn to, đuôi quả giống như mỏ của chim đại bàng nên có tên là như vậy. Quả đơn nặng từ 100 đến 300 gram, mặt xanh, mặt ửng hồng, bề mặt có lông, dáng đẹp, thịt có màu xanh đỏ, đỏ từ trong ra ngoài, thịt giòn, nhiều nước, ngọt lịm như mật ong. Nhờ vào môi trường địa lý đặc biệt, khí hậu tự nhiên, tài nguyên đất chủ phú và nguồn nước dồi dào, thích hợp với cây cối phát triển, ngành trồng trọt của huyện Liên Bình có thế mạnh lớn. Nơi đây được mệnh danh là quê hương của giống cây đào mật mỏ Đại Bàng. Diện tích trồng đào lên tới hơn 20.000 mẫu, tạo thành thập lý đào hoa vạn mẫu đào viên, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, thu hút hàng vạn du khách mỗi năm.
đào mận mỏ Đại Bàng, tháng 3 đơm hoa, tháng 7 kết trái là sản phẩm công nghiệp hóa nông nghiệp vô cùng quan trọng, nổi tiếng của tỉnh. Đi lên, 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 明年后天啊，这个水汽你就没有这个累的机会了。就更累了，对呀，其实没有这么辛苦。体力的劳累不算什么，脑子的劳累才是真正的累，知道吗？嗯，đó các bạn xem, và đến vị trí này thì cây đào ở khu vực này đã đẹp hơn rất nhiều so với khu vực ở bên ngoài. Cây lâu năm hơn nên là trông gốc nó to hơn nhiều và trông nó bề thế hơn. Hoa cũng nở rộ và sặc sỡ hơn nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ trèo lên trên đỉnh núi để ngắm. Bú yêu chí sang lại, bú yêu chí. Hào mời mời, mời mời ná ra, ná sầu. Hào. Hào sang chi. Hào, xin xin chú. Những bông hoa đào tuyệt đẹp nở thành từng tán, từng lớp hoa rất đặc trưng, nó làm cho người ta cảm thấy như đang trong một thế giới thần tiên. Lác đác những cánh hoa rơi trong gió, khắp khu vườn phảng phất mùi hoa thơm. Wow, đẹp quá các bạn. Hệt như là vào bối cảnh của những bộ phim cổ trang của Trung Quốc vậy. Tại thung lũng hoa đào này có rất nhiều màu hoa đào khác nhau như màu đỏ cờ, màu đỏ mắt, màu hồng, màu trắng vân vân. Nhưng chiếm tỷ lệ lớn nhất là loại hoa đào màu đỏ cờ hay còn gọi là màu đỏ Trung Quốc. Thực ra nếu bạn đi vào đầu tháng 3 thì còn đẹp hơn nữa vì hoa nở rộ và trùng với mùa hoa cải. Được trồng rất nhiều tại các thung lũng ở đây làm phông nền cho hoa đào khiến cảnh vật trở nên lung linh tráng lệ hơn rất nhiều. Lần này mình đến tham quan hơi muộn. Khu danh lam thắng cảnh này thực ra thì còn rất là rộng, dọc theo con đường này đi sâu vào bên trong. Giờ mình mới đi được khoảng một nửa chặng đường thôi. Nhưng dù sao thì cảnh sát cũng tương tự như vậy. Giờ muộn rồi, có lẽ là bố con mình sẽ quay ra thôi, không vì sợ muộn giờ xe về Quảng Châu. Hôm nay thì chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng mình qua mỗi video. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.